8 giờ 10 tại ngã tư Lê Dũng và Hồ Thám. Người dân đổ xô ra đường đi bắt cá, như đông vui như là chạy hội, quá trời luôn, có nhiều người bắt lắm. Người bắt hả? Người bắt hả? Quá trời người bắt cá luôn. Cá nó bơi ra ngoài cuốn. Bắt được cá rồi. Cho anh qua đi, cho anh qua đi. Cá rô phi. Mấy bạn này đây, mấy bạn trẻ này đây. Mai Quyết Linh cũng tham gia bắt cá luôn. Bắt cá sẽ bắt rổ. Rất nhiều bạn trẻ tham gia bắt cá, có cả người lớn, có nhiều bạn bắt được mấy ký luôn. Thôi chào mọi người nha. Hai con luôn. Tìm ra. Bắt đầu từ tối qua ngày 8 tháng 12, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài đến sáng nay khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng. Tại đường Nguyễn Văn Linh, giao thông gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Nhiều người đi tới đây phải ngần ngại quay đầu. Tương tự các tuyến đường Nguyễn Đình Tứ, Yên Thế, Bắc Sơn cũng chung cảnh ngập nặng. Người đi đường phải tìm cách leo lên giải phân cách hoặc giác bộ. Ngay đầu cầu vượt ngã ba Huế, phía Liên Chiểu, Cẩm Lệ, nước ngập mông mênh, lại có đoạn đường đang thi công nên cơ quan chức năng đã cấm đường không cho người dân lưu thông qua đoạn đường này. Mưa lớn, nước ngập vào nhà, nhiều người dân phải dậy từ nửa đêm để dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao tránh ngập. Một số nhà dân đến 6 giờ sáng, nước đã vào nhà hơn 1 mét. Người dân cho biết mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập nhà khủng khiếp như thế này. Khoảng 19 giờ tối qua ngày 8 tháng 12, mưa lớn nước dâng vào nhà ông Nguyễn Phấn, trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bất ngờ mảng tường nhà bị sập và ông Phấn là bà Lữ Thị Tú Anh, 63 tuổi và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh, 35 tuổi, bị nước cuốn xuống mương nước cạnh nhà. Anh Phạm Quốc Việt, chồng chị Vân Anh tìm cách cứu người thân nhưng cũng bị nước cuốn trôi. May mắn bám được vào miệng cống và được người dân dùng dây thừng kéo lên. Trong đêm qua, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh đã được tìm thấy. Bà Anh bị nước cuốn mắc ở cột điện tại mương nước gần Ủy ban dân phường Đông Lễ. Cho đến 9 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích còn lại. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực vườn tràm trên cánh đồng phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Sáng ngày 9 tháng 12, một nhóm người đang san chiết xăng dầu tại cơ sở trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thành Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ lửa bùng lên. Lửa lan nhanh, cháy ngùn ngụt khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Sự cố đã làm cho ông Lê Thành Mâu, 48 tuổi, ngụ quận 2 và ông Lê Văn Ảnh, 65 tuổi, ngụ quận 9 bị bỏng nặng, phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong đó, trường hợp của ông Ảnh rất nguy kịch.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động xe cứu hỏa có mặt tiếp cận hiện trường và khống chế ngọn lửa kịp thời. Quan sát tại hiện trường, cơ sở xảy ra vụ việc trên có diện tích rất rộng, bên trong chứa nhiều thùng phi, còn bên ngoài luôn trong tình trạng kín cổng cao tường và cũng không có biểu hiện. Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự cố này. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An ngày 6 tháng 12, cô giáo Cái Thị Vui, chủ nhiệm lớp 1-5 trường tiểu học Bình Hữu, trong quá trình giảng dạy đã không kiềm chế được sự nóng giận nên đã đánh trên lưng và mông của em Nguyễn Hữu Ca để lại thương tích. Sau khi bị đánh, em Ca thông báo với gia đình, sự việc chỉ được phát hiện khi phụ huynh tắm cho em Ca thì thấy vết bầm tím. Theo tường trình của cô Cái Thị Vui, em Ca là học sinh khuyết tật nên được xếp ngồi cùng bàn với giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn thêm. Ngày 6 tháng 12, trong giờ học thì em Ca nghịch đồ chơi của bạn. Giáo viên nhắc nhở nhiều lần không nghe nên cô Vui nóng giận đã dùng thước đánh vào lưng và mông em Ca. Bản thân cô Vui đã thừa nhận lỗi của mình và thành khẩn xin lỗi phụ huynh, mong được xem xét động cơ phạm lỗi, xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật. Về phía gia đình thông cảm, chia sẻ với giáo viên và đề nghị giáo viên rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc xúc phạm đến thân thể học sinh và dự kiến ngày mai, ngày 10 tháng 12, vẫn cho con đến lớp học bình thường. Khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, thì bất ngờ Tuấn Hưng gặp một người phụ nữ mặc áo mưa chở theo thùng cá to. Xe người này bị ngã, dẫn đến hàng trăm con cá tươi bị đổ xuống và nhảy nhót khắp nơi. Dù vậy, mọi người xung quanh vẫn cứ thế đi mà không hề dừng lại giúp đỡ. Chứng kiến điều này, Tuấn Hưng liền tấp xe vô lề, rồi vội vã xuống hốt cá giúp người phụ nữ tội nghiệp trên. Hành động của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Ngay sau đó, một số người đã dừng phương tiện lại và xuống hỗ trợ người phụ nữ cùng Tuấn Hưng đưa thùng nhựa lên xe máy. Có thể nói với một người nổi tiếng mà lại thân thiện như nam ca sĩ, quả thật hiếm gặp trong showbiz. Gọi điện thoại, bê vác hàng hóa, thậm chí là đi xe máy ship hàng. Nhìn những hình ảnh này, ít ai có thể nghĩ rằng chàng thanh niên này lại là người bị khuyết tật đôi tay. Anh tên là Lý Láo Lỡ, sinh năm 1987, ngụ tại xã A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tai nạn đến với Lỡ khi chàng thanh niên này mới 15 tuổi. Dòng điện cao thế đã khiến đôi tay của Lỡ bị hoại tử và cắt mất 2/3. Lúc đấy thì đường xá không biết. Rồi lúc đấy gọi điện cho khách cũng cảm thấy nhà nhà. Nói chung là cái khó khăn nhất là ở cái điểm là chở hàng cùng kềnh là không có tay để buộc đấy, buộc cái dây, buộc là biết buộc nhưng buộc nó không chắc. Thế là chở những cái thùng hàng rất là to thì nó như cái khó khăn. Và thứ hai là những cái thời tiết mưa, nhất là sợ nhất là mưa. Thế là trời nắng hoặc là như mùa hè 40-50 độ. Được biết 12 năm, Lỡ đều đạt học sinh khá giỏi, được nhận nhiều bằng khen về thành tích học tập. Sau đó anh đổ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa quản lý khoa học. Dù đã tốt nghiệp nhưng anh Lý Láo Lỡ vẫn gắn bó với nghề chuyển hàng. Lỡ cho biết, nghề shipper không những giúp anh có thể tự lực kiếm sống qua ngày mà còn giúp anh gắn kết với mọi người, khiến anh vượt qua mọi mặc cảm, nỗi buồn trong cuộc sống. Chỉ với cách ra lệnh bằng giọng nói trên điện thoại thông minh, chúng ta có thể điều khiển các thao tác bật tắt quạt, đèn, đóng mở cửa. Công nghệ hiện đại mà chúng ta đang chứng kiến này đã được xây dựng thành công bởi nhóm sáng chế, nhóm các em học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Được biết các em đã tự nghiên cứu và viết ứng dụng IDRES trên điện thoại thông minh. Người sử dụng chỉ cần mở ứng dụng và ra khẩu lệnh theo lập trình của ứng dụng này. Thì ban đầu khó khăn đó chính là em tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Thì đó chính là cái bước quan trọng nhất và cũng là cái bước khó khăn nhất. Thì chúng em sẽ xác định trước là chúng em sẽ sử dụng được những cái mạch hoặc là những cái ngôn ngữ nào để chúng em lập trình. Thì chúng em sẽ cần có một cái khoảng thời gian để mà học hỏi. Thì bọn em chia ra là một bên với phần cứng và một bên sẽ xử lý phần mềm. Và sau khi hoàn thành xong sản phẩm, bọn em bắt đầu kiểm tra để xem có bất kỳ cái lỗi này không. Nếu có thì bọn em sẽ sửa lỗi. Tuy các em học ở các lớp khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê và ý tưởng sáng tạo nên đã thành lập nhóm sáng chế và cùng nhau thảo luận, hoàn thiện sản phẩm. Theo nhóm sáng chế, đầu năm 2018, các em bắt đầu lên ý tưởng và hoàn thành sản phẩm dự thi trong 6 tháng. Và sáng kiến này đã giúp các em đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017-2018 tại thành phố Cần Thơ. Với niềm đam mê sáng tạo, các em mong muốn sáng kiến này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong tương lai. Trong ảnh, Thư Dung diện áo sơ mi trắng và quần, giày thể thao cùng màu, vô cùng kín đáo. Tuy nhiên, những dáng đứng và quỳ của cô trong chùa lại khiến cư dân mạng chỉ trích. Nhiều người cho rằng Thư Dung đang cố tình ưỡn người để khoe đường cong. Vì nhận quá nhiều gạch đá, Thư Dung đã xóa một loạt ảnh khoe đường cong trong chùa và để lại bức ảnh đứng tay sờ về tượng Phật Quan Âm Bồ Tát.
Theo đó, lực lượng cảnh sát đường thủy đã bắt quả tang phương tiện thủy của anh Trương Tấn Cường sinh năm 1992, trú tại ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đang vận hành máy cắm vòi trực tiếp xuống sông Tiền hút cát lên phương tiện mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên. Tại thời điểm bắt giữ, chủ phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và máy trưởng. Chủ phương tiện cũng đã khai nhận khi có người đặt mua cát sẽ dùng phương tiện trên đi hút cát trái phép về bán kiếm lời. Ngay trong đêm ngày 8 tháng 9, lực lượng cảnh sát đường thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm, buộc Cường và Mẫn phải sử dụng phương tiện hút cát trả lại lòng sông.